Vâng, Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Trong video hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác những tuyệt phẩm, phải nói là cực kỳ chất lượng để phục vụ các bác đam mê những tín đồ của B3 hàng bãi Đức. Hai cặp hai mô đen B3 hàng bãi xịn, đời cao, bát 40. Đây, cặp này là B3 Z215, bát 40, rất là đẹp, thùng 5 cạnh, hàng bãi xịn của B3. Và đây là cặp này là cặp B3X15i, đời cao nhé, X15i 25 mã. Thế là nó có 25 mã là đời cao, nên nó chạy 2 phân tần. Thùng của nó cực kỳ là đẹp luôn, thùng vách đẹp, hàng bãi xịn, bao zin. Đây là những cái chiếc bát và tép em đã tháo sẵn để lát em quay cận cảnh cho bác ngắm nhìn chi tiết cái cấu hình của từng model một. Model là Z215 này, thì nó được có một cái lớp gân vàng, nó là keo gân vải lụa tẩm dầu, nhưng là nó quét một lớp keo vàng ở bên ngoài, rất là nổi đẹp. Mỗi tín đồ, mỗi bác có một cái sở thích. Căng của nó bằng sắt nhưng mà nó không có lớp chắn, lớp nỉ bên trong, nên các bác có thể nhìn lấp ló cái bát ở phía bên trong. Còn đây là X15i 25 mã, chạy 2 phân tần, bát 40 từ 22 côn 100. Nó có một cái đường sọc ngang, đó là tất cả đời X thì model nào nó có một cái đường sọc ngang ở giữa căng, và bên trong nó có lớp nỉ chắn bụi. Đấy, mỗi một dòng nó có một cái thiết kế độc đáo riêng. X15i 25 mã thì nó thiết kế là thùng thu cân, chiều cao đều là 70 hết, như thùng thu cân 4 cạnh. Còn Z215 nó thùng vát 5 cạnh. Đấy, thùng 5 cạnh nó có cái đặc trưng riêng, thùng thu cân nó có đặc trưng riêng, mỗi bác có một cái sở thích. Nhưng X15i thì cái tiếng bát của nó cực kỳ là bạo lực. Tép đều là từ 17. Đấy, từ 17, hai model này tép đều bằng nhau, từ rất là to. Tép từ 17 to không khác gì một cái bát ô tô to đấy các bác nhá. Cực kỳ nặng luôn, mà cái tép này oánh cực kỳ phê. Các bác oánh các cái dòng đẩy công suất khủng, tép nó lên cực kỳ mạnh mà hay. Đấy, còn bát của nó như cặp Z215 thì là bát của nó là từ 19. Đấy, cũng rất là đẹp, hàng bãi xịn. Còn bát của X15i là bát 40 từ 22 côn 100, tép đều bằng nhau, tép 17. Đấy. Lát em sẽ quay cận cảnh bát tép cho các bác. Còn bây giờ em sẽ quay thơ sơ qua về cái thông số, thùng vách của nó này. Tất cả mỗi model nó có một cái đẹp riêng, đều là hàng bãi xịn của Đức, B3 Thia. Đấy. Cặp Z215 công suất của nó là 350W một quả, và cặp X15i 25 mã công suất của nó là 400W một quả. Những dòng B3 này nó ghi công suất cực kỳ chuẩn, ghi công suất chuẩn của nhà sản xuất, nhưng không bao giờ ghi ảo như dòng loa khác, nên là 350W với 400W thì anh có thể nói là rung nhà hàng xóm lên luôn. Dòng này thì không ai có thể là phủ nhận được cái điều đó. Đây các bạn nhìn này, thùng vách này, rất là đẹp, thùng gỗ và sơn sần bóng nhé. Đây là model của cặp loa Z215. Đây các bạn nhìn này, Z215 B3 Thia, hàng bãi của Đức. Đấy, tem mã vạch đầy đủ hết nhá. Đấy, tem mã vạch này. Đấy, các bạn nhìn nhá, tem mã vạch đầy đủ, tem QC pass này. Cái thông số của cặp này là trọng lượng là 34 kg này, công suất là 350W một quả này. Đấy. Được chưa? Và đây đường vào ra rắc niu chích này. Đấy là B3 Z215, đây là cặp Z215. Trọng lượng 34 kg. Và tay sách vận chuyển. Đây, tay sách vận chuyển. Còn đây là cặp X15i. Thì cái tay sách của nó là đặc trưng riêng của nó bằng kim loại bằng sắt này. Và khắc chìm logo chìm của B3 ở bên sườn này. Và đây là thông số này. Thông số của X15i nhá. X15i 25 mã nhá. X15i thì nó có hai đời, tức là một đời thấp hơn là nó không có la mã như này, nó chỉ có X15i như này thôi. Coi như giống như em bịt tay này. Còn đời cao này nó có hai la mã, đây là cái đời của nó cao hơn mà nó đẹp hơn. Loa bao giờ nó đẹp hơn mà nó chạy 2 phân tần. Còn cái đời X15i thường như này nó chỉ có 1 phân tần thôi. Đấy, nên là không chất bằng cái đời X15i 25 mã này. Đấy, đây là đời cao, tem mã vạch này. Và cái trọng lượng của nó là 37,5 kg, 8 ohm và độ nhạy 95 dB, công suất 400W. Và cái giải bát đánh xuống rất là sâu, xuống 42 Hz đến 16 kHz, đường vào ra rất lưu trích. Đấy, lưu ý với các bác một lần nữa để các bác nắm được này. X15i nó có hai đời, tức là một đời là X15i thường như này, không có 25 mã. Đấy, thì cái nội thất của nó chỉ có 1 phân tần thôi. Và nó là đời trước, nó đời sâu hơn, nên là cái nội thất, ngoại thất của nó xấu hơn. Đây là đời cao nhé. Đời cao thì nó đẹp từ trong ra ngoài, và nó chạy 2 phân tần, thì nó có ký hiệu la mã này. Đấy, lưu ý với các bác để nắm được. Và đây là cái bên trong. Bên trong thì em sẽ cho bác thấy là nó đẹp xuất sắc luôn đây. Đời X thì bao giờ ở bên trong nó có một cái lớp nỉ ở bên trong căng này. Đó. Bỏ cái căng ra, logo B3 ở căng này rồi chắc chắn rồi. Đây.
B3 quá quen thuộc. Và đây có nhìn này, nó chạy hai phân tần rất là to. Đó, chạy hai phân tần cực kỳ to, các cái phân tần cho bát tép riêng này. Đấy, bên trên phân tần to và 1 2 3 4 5 6 7 con trở sứ to này. Cuộn cán này, tụ vàng này, bên dưới này, phân tần nữa này, 4 trở sứ này. Đấy, cuộn cán và dây của nó này. Cái đời X15i đời 25 mã thì cái dây của nó vẫn còn nguyên lớp nỉ chống nhiễu. Đấy, chống nhiễu, còn nếu đời trước của nó đời X15i thường ấy thì nó chỉ dây không thôi, không có cái này. Và cái thùng của nó bo nẹp rất là kỹ càng. Bông tiêu âm nó cũng rất là gọn gàng và đẹp và nhiều bông. Tức là đời sau thì tất cả nó hoàn hảo từ trong ra ngoài. Và nó do cái tép của nó lớn nên là nhà sản xuất người ta làm một cái gối đỡ này. Khi lắp bát, lắp tép vào đây là nó cái củ tép nó nằm vào đây, nó chống gãy. Đấy, thùng lỗ thoát hơi phía trước nhé. Còn đây là di. Di thì là đây, cái căng của nó này. Căng của nó chỉ có sắt thôi, nhưng mà rất là chắc chắn. Cũng logo B3 quen thuộc. Đây các bạn nhìn này. Và nó chạy là một phân tần. Đây, phân tần cũng rất là to. Các bạn nhìn này, phân tần này. Đó, cũng 1, 2, 3, 4, 5 con trở sứ và các cuộn cản đầy đủ hết. Và bông tiêu âm của nó cũng rất là đẹp. Đấy, và dây loa này cũng có bông tiêu âm hết này. Bông bông chống nhiễu này. Và đây là cái nhân vật chính của hai model này. Thì các bạn nhìn nhé. Bát của đây là bát của G215. Cũng rất là đẹp. Và đây là tép. Hai cái này tép của nó củ, tép của nó bằng nhau, nó chỉ khác cái kích thước phễu này. Kích thước phễu của G nó cao hơn. Còn X thì phễu nó rụt hơn. Nhưng mà nó đều tép bằng nhau là tép 170. Tức là từ 17. Và trên bát tép, nếu là hàng xịn, nó đều có số lô. Số lô bắn chìm bằng tia laser hết này nhá. Nó không thể nào tẩy xóa được cái số lô của hàng xịn này. Đấy, nó bắn chìm rất là rõ nét. Nhưng bắn chìm vào đây. Còn nếu hàng nhái thì các bác chỉ cần lấy cái giấy cái gì bác sấp tí xăng thì bác xóa là nó sạch. Nhưng mà nếu hàng xịn của nó các bác không thể xóa được. Trên tép đều có nhá. Trên bát cũng đều có này. Bát G215 nhá. Đó, đều có số lô dập chìm bằng tia laser hết này. Và đây cái bát này này. Của G215 này. Gân nó là màu vàng. Nó đều gân vải hết. Nhưng gân màu vàng. Và cái chân kẹp của nó là bằng đồng vàng óng này. Đấy. Và tất cả côn nhện zin đét hết này. Các nhìn này, nhận xịn, bao xịn hết nhá, bao zin, bao xịn thì các bác, từng chi tiết, từng model một. Đấy, 8, 1, 2, 6 xương gông. Đấy, 6 xương gông. Đấy, và cái tép này nó, cái hậu tép này nó bằng nhôm nhá các bác nhá. Nếu hàng xịn ấy, hậu tép nó bằng nhôm. Đấy, nó bằng nhôm. Còn nếu hàng nhái, đấy, hoặc là cái hàng mới của Trung Quốc thì cái hậu này nó bằng nhựa. Như đây nó bằng nhôm, hợp kim nhôm. Đấy, và cái chân này nó bằng đồng, bằng óng luôn, đồng xịn nhá. Đấy, tem QC trên đỉnh. Đấy, và cái bát của nó đều có tem B3 hết này. Đấy là cái cặp G215 và đây là cái cặp X. Cũng đều có số lô dập chìm tia laser hết các bác nhá. Nên là cái này nó không thể tẩy xóa được đâu. Các bác nhé. Đấy, tay em lau bụi đi thôi chứ còn các bác không thể tẩy xóa đâu. Bắn chìm bằng cái nam vào cái nam châm này này. Ở tem cross này. Ở đây tem B3 dán này. Từ này là từ 22, côn 100 và 8 xương gông. Cũng chân kẹp bằng đồng vàng óng hết này. Và đặc biệt cái điểm nhấn cho cái cặp X15i 25 mã là do cái từ của nó là từ 22 côn 100 rất là nặng, nên nhà sản xuất người ta phải đổ một cái lớp keo nguyên bản đây. Nên bác nào mà đã dùng, đang dùng hoặc là có ý định mà nhìn thấy những đôi loa X15i mà nó không có cái lớp keo này là các bác phải xem xét. Nhưng đây là lớp keo nguyên bản nhá. Đó, cái chân kẹp bằng đồng vàng óng luôn. Và cái màng của nó đời cao nhưng màng của nó còn xanh lét. Cái gân của nó còn ướt dè luôn này, gân vải tầm dầu, độ bền gân rất là cao. Hàng xịn nguyên bản bao zin hết từ 22 côn 100 đó. Và đây là cái tép của B3 X15i 25 mã cũng có bắn laser hết nhá các bác nhá. Đấy, bắn laser, bắn chìm vào nam châm nhá, các bác không thể tẩy được. Đấy, và cái hậu tép này nó cũng bằng hợp kim nhôm này. Đấy, nó bằng hợp kim nhôm chứ nó không phải bằng nhựa đâu. Và tem QC này, chân kẹp bằng đồng vàng óng, có nghĩa là hàng bãi xịn của B3 tất cả nó cái chân kẹp dây loa nó phải bằng đồng chứ nó không thể bằng cái gì ngoài đồng được. Đấy, các bạn nhìn này, chân hậu tép của nó là bằng hợp kim nhôm và nó từ của tép là từ 17 rất là to. Còn bát là từ 22 côn 100. Đó, hai model này là cái củ tép bằng nhau, nó chỉ khác kích thước về cái phễu. Phễu của G là nó cao hơn các bạn nhá, còn cái phễu của B3X15i là nó rụt hơn. Vì do người ta thiết kế ở cái thùng kia,
đưa cái bát nguyên bản, tất cả cái phễu kia nó là nguyên bản xịn của X15i, và cái phễu này cũng là nguyên bản hết của G215. Đấy, bao zin bao đẹp. Phải nói là đây là những hàng cực kỳ chất để phục vụ các bác hát karaoke. Những dòng này hàng bãi xịn, bao xịn, hàng bãi Đức, và bao zin tuyệt đối các bác. Còn đây hình thức của nó quá đẹp rồi. Đấy, thùng gỗ xịn của V3, thùng gỗ ép 9 lớp và sơn sần bóng là đặc trưng. Còn kiểu dáng hai đời nó đây cũng là 40 bát 40, nhưng mà thùng là thùng 5 cạnh. Còn X15i 25 mã là thùng 4 cạnh thu cân. Mỗi cái nó có một cái nét đẹp riêng. Và mỗi tín đồ có một cái sở thích. Có những bác thì thích G, có những bác thích 15i. Nhưng mà cả hai này nó đều rất là chất. Đấy. Bát oánh thì cực kỳ bạo lực. Và đặc biệt cái dòng loa B3 này, cái sức chịu đòn của nó rất là tốt. Nên các bác dùng với mọi nhu cầu âm thanh và với mọi cái phân khúc, kể cả các bác đánh những con đẩy cực kỳ khủng. Nhưng không bao giờ chết một bát tép của dòng này. Những dòng khác các bác chỉ đánh hơi đánh tí có thể chết bát tép. Nhưng dòng loa B3 này, cái bát tép của nó rất là bền. Đấy, ưu điểm của nó. Nhưng tại sao có bác nào đã chơi B3 rồi? Thực ra các bác không muốn rời xa em nó. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Em nhắc lại nhé, con X15i này là đời cao nhé, đời 25 mã. Nên là nội thất, ngoại thất của nó đẹp. Máy zin, bao zin, nội thất bát, tép zin, phân tần, hai phân tần to. Còn nếu X15i nhưng mà nó không 25 mã là nó chỉ có một phân tần thôi. Đấy, và kể cả cái cấu hình ruột gan của nó là đời trước, đời sâu, nhưng bao giờ nó cũ rão hơn. Như đây là đời cao, X15i 25 mã. Đấy, kể cả đôi này, đôi Z này cũng rất là đẹp. Cả hai đều đẹp. Đấy, đều rất là chất. Các bác cần những đôi nào thì liên hệ với em. Chốt sớm, sở hữu những đôi loa B3 này. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.